nhà hàng ở trong này. Nhà mình nhiều lắm đấy, đâu ra tiền con ơi. Ba. Em thật ở trong này. Nhà mình nghèo lấy tiền đâu mua con. Tôi không biết. Đấy là việc của ba. Cái mày nghỉ mãi thế, ống nó đấy mất. Sao mình cứ phải nhìn mãi thế, ống mất rồi. Tiết kiệm để mua cho thằng Đông cái xe nó thích. Tôi phải tiết kiệm để mua hàng cho thằng Đông. Bà già, xe đi sướng đấy. Bà già, xe đi sướng ấy. Tôi ít tiền, tối đi sinh nhật. Ôi, cái gì đấy? Tôi ít tiền, tối đi ăn sinh nhật. Ui, cái gì đấy? Bà hồi háng quá, sao đứng xa tôi ra. Người bà hồi háng, sao tránh xa tôi ra. Quy về rồi, em trai cháu vừa đòi mua xe máy đắt tiền, bố mẹ cháu phải bán nhà, giờ ra gặp ngọc ở rồi. Bố mẹ ơi. Quy về rồi hả cháu, em trai cháu đòi mua xe đắt tiền, bố mẹ cháu phải bán nhà, giờ ra gặp cầu ở rồi. Xin lo rồi, miếng thêm đi. Mình ăn thêm đi. Chạy về rồi đấy à? Đúng lúc quá. Chi tiền tối đi.